Hallo und herzlich willkommen bei Prima Deutsch mit Tâm Nguyễn. Xin chào mừng các bạn tới với Prima Tiếng Đức với Tâm Nguyễn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học 10 động từ cũng như 10 câu diễn đạt thường được sử dụng ở trong ngân hàng. Ở cuối video, các bạn sẽ học một số chức năng quan trọng mà bạn cần biết khi sử dụng máy rút tiền tự động. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng bắt đầu nhé! Nếu như các bạn muốn sinh sống lâu dài tại Đức, thì các bạn cần thiết phải có một tài khoản ngân hàng. Từ đầu tiên chúng ta sẽ học đó là ein Konto eröffnen. Ein Konto eröffnen có nghĩa là mở tài khoản. Ich habe ein Konto bei der Deutschen Bank eröffnet. Ich habe ein Konto bei der Deutschen Bank eröffnet. Tôi đã mở một tài khoản tại ngân hàng Đức. Trái nghĩa với ein Konto eröffnen là ein Konto kündigen. Ein Konto kündigen có nghĩa là đóng tài khoản. Ich möchte mein Konto kündigen. Ich möchte mein Konto kündigen. Tôi muốn đóng tài khoản. Geld abheben. Geld abheben có nghĩa là rút tiền. Ich möchte 500 Euro von meinem Sparbuch abheben. Ich möchte 500 Euro von meinem Sparbuch abheben. Tôi muốn rút 500 € từ sổ tiết kiệm của mình. Trái nghĩa với Geld abheben là Geld einzahlen. Geld auf ein Konto einzahlen. Geld auf ein Konto einzahlen có nghĩa là gửi tiền vào tài khoản. Ich möchte 200 Euro auf mein Konto einzahlen. Ich möchte 200 Euro auf mein Konto einzahlen. Tôi muốn gửi 200 € vào tài khoản của mình. Geld überweisen. Geld überweisen có nghĩa là chuyển tiền. Các bạn lưu ý ở đây trọng âm của động từ überweisen sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Không phải là überweisen, mà là überweisen. Ein Beispiel. Mein Gehalt wird direkt auf mein Bankkonto überwiesen. Mein Gehalt wird direkt auf mein Bankkonto überwiesen. Lương của tôi được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi. Ein Konto sperren lassen. Ein Konto sperren lassen. Khóa tài khoản. Nếu như các bạn bị mất thẻ, các bạn có thể thông báo cho ngân hàng để khóa tài khoản của mình. Ich möchte mein Konto sperren lassen. Ich möchte mein Konto sperren lassen. Tôi muốn khóa tài khoản của mình. Ein Konto überziehen. Ein Konto überziehen có nghĩa là rút quá số tiền có trong tài khoản. Ich habe mein Konto um 100 Euro überzogen. Ich habe mein Konto um 100 Euro überzogen. Tôi đã rút quá 100 € trong tài khoản. Einen Kredit aufnehmen. Einen Kredit aufnehmen. Có nghĩa là vay tín dụng. Für den Kauf des Hauses mussten wir einen Kredit aufnehmen. Für den Kauf des Hauses mussten wir einen Kredit aufnehmen. Chúng ta đã phải vay tín dụng cho việc mua nhà. Einen Dauerauftrag einrichten oder ändern oder löschen. Einen Dauerauftrag einrichten, ändern oder löschen. Có nghĩa là thiết lập, thay đổi hay xóa lệnh chuyển tiền. Ein Dauerauftrag có nghĩa là lệnh chuyển tiền. Các bạn có thể yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định hàng tháng, ví dụ như là cho việc trả tiền thuê nhà. Thì mỗi tháng các bạn không phải tự chuyển số tiền thuê nhà cho người cho thuê, mà ngân hàng sẽ giúp các bạn làm điều này. Wie kann ich einen Dauerauftrag einrichten? Wie kann ich einen Dauerauftrag einrichten? Tôi có thể thiết lập lệnh chuyển tiền như thế nào?
Và động từ cuối cùng, Geld anlegen. Geld anlegen có nghĩa là đầu tư tiền. Er hat sein Geld in Wertpapieren oder Immobilien angelegt. Er hat sein Geld in Wertpapieren oder Immobilien angelegt. Anh ấy đã đầu tư tiền của mình vào cổ phiếu hay là bất động sản. Khi sử dụng máy rút tiền tự động, der Geldautomat, các bạn cần biết một số chức năng sau. Thứ nhất, Handy aufladen có nghĩa là nạp điện thoại. Kontostand, các bạn chọn chức năng này khi muốn kiểm tra tình trạng tài khoản của mình. Auszahlung, các bạn chọn chức năng này khi muốn rút tiền. Einzahlung có nghĩa là gửi tiền vào. Kontoauszug có nghĩa là bản sao kê tài khoản. Các bạn chọn chức năng này khi muốn in bản sao kê tài khoản của mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng điểm lại những động từ mà chúng ta đã học trong bài học ngày hôm nay nhé. Ein Konto eröffnen. Mở tài khoản. Ein Konto kündigen. Đóng tài khoản. Geld abheben. Rút tiền. Geld auf ein Konto einzahlen. Gửi tiền vào tài khoản. Geld überweisen. Chuyển tiền. Ein Konto sperren lassen. Khóa tài khoản. Ein Konto überziehen. Rút quá số tiền có trong tài khoản. Einen Kredit aufnehmen. Vay tín dụng. Einen Dauerauftrag einrichten. Ändern oder löschen. Einen Dauerauftrag einrichten. Ändern oder löschen. Thiết lập, thay đổi hay xóa lệnh chuyển tiền. Geld anlegen. Đầu tư tiền. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hy vọng là những kiến thức trong bài học này sẽ hữu ích đối với các bạn. Đừng quên ấn nút theo dõi kênh YouTube này để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và hãy kết nối với mình trên Facebook cũng như là truy cập vào website primavn.com để có thể nhận được nhiều hơn nữa những chia sẻ hữu ích về việc học tiếng Đức. Còn bây giờ thì tschüss, bis zum nächsten Mal. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.